thì nó rất là, nó cũng không có mấy gì ngạc nhiên và cũng không bao giờ mà bực mình khi mà biết cái thành phần xuyên tạc mình là ai, họ là thuộc cái những cái thành phần nào và họ có giúp ích gì cho xã hội hay là chỉ là đánh phá không. Thì ở đây á, Úc Hà lên cái like này không phải là để thanh minh, không phải phải là để thanh minh, mà là để nói cho anh em mình rõ về cái bản chất, rõ thêm ha, rõ hơn về cái bản chất của những cái kẻ xuyên tạc đánh vô cái việc thiện nguyện trong lúc này đối với người dân Việt Nam mình. Không, trong cái lúc này là những cái lúc mà cần nhất tinh thần tương thân tương ái, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Không, mình thương nhau hơn trong lúc này. Lúc này là lúc để mà bày tỏ cái tình cảm giữa con người với con người, thể hiện cái tình cảm giữa con người đối với con người trong xã hội, và thể hiện cái vai trò trách nhiệm của chính quyền, của đảng, của mặt trận tổ quốc rõ rệt hơn trong lúc này. Anh em cứ thấy mỗi ngày trên YouTube hay là trên TikTok hay là những cái trang web, trang blog hay là báo đài truyền thông ha, đưa lên những cảnh rất là thương tâm, rất là thương tâm về thiệt hại về người ha, về sức khỏe, về tài sản rất là nặng nề. Thì hơn lúc nào hết, đây là lúc để chúng ta thể hiện cái tình đoàn kết với nhau, cái tình thương của dân tộc với nhau. Không có gì có tăng thêm sức mạnh bằng cái tình đoàn kết hết. Tại sao đảng và chính quyền còn kêu gọi là phải đoàn kết nhau, chung tay với nhau để mà cùng nhau đẩy lùi cái nạn dịch quái ác này. Anh chị em thấy không, bao nhiêu cái cảnh tang thương của những gia đình ông đang đang im ắng như vậy, đùng một cái ách tắc chuyện kinh tế, ách rồi là cảnh chia lìa, người còn mà không không được tiễn đưa người người mất nữa. Ông thấy rất là ai mà mất đi trong lúc này rất là cô độc đó. Thậm chí người thân của người ta không được tiếp cận nữa, xe hỏa táng đưa đi cửa đưa đưa cái xe cấp cứu đưa ra, không xe mẹ xe hỏa táng đưa ra, hỏa táng xong rồi mấy ngày sau, tại vì mấy ngày sau mới là gửi cốt về về nhà. Anh chị em thấy thấy thương tâm không? Không không có được tổ chức nghi lễ, tổ chức tang lễ giống như là cái nghi lễ tang của cái người người thân dành cho những người quá cố trong gia đình mình. Ông thân rất là thương tâm, rất là thương tâm. Vì thế mà bây giờ những cái tấm lòng tương thân tương ái thể hiện rất nhiều, ai đóng góp được cái gì cho cộng đồng, cho nhân dân mình thì đóng góp, ai có của thì đóng góp của cải tài sản, ai không có của thì cũng phải thể hiện một cái tinh thần như thế nào ha. Những người ta không có của người ta cũng góp sức những cái đội công tác phòng chống dịch đó, anh chị em thấy không? Dân phòng nè, kể cả từ dân phòng cho đến phường đội, quận đội cho đến đó là công an đó, rồi ủy ban chính quyền đảng, rồi mặt trận tổ quốc, rồi các đoàn thể, các cơ quan ban ngành. Cho nên những nhất thương nhất là những y cái đội ngũ y bác sĩ, người ta cũng biết sợ chết vậy, người ta cũng có người thân gia đình vậy, người ta cũng có chồng có vợ vậy, người ta cũng có cha có mẹ có con có cái vậy, đâu phải người ta không biết sợ bệnh phải không? Nhưng mà tại sao người ta, nhiệm vụ của người ta vì cứu người cho nên á, người ta phải lăn xả vào tiếp cận với những cái con bệnh mà nguy hiểm nhất, tiếp xúc với những người đang bị F0 nằm thoi thóp. Tại sao các anh các chị không từ từ phía bên những cái nhóm mà chống phá đó nhìn đi ha, nhìn đi rồi thấy hãy hãy nghĩ đến tình người chút nha, chứ anh chị đừng có mà ác ác độc quá, xuyên tạc trong cả cái chuyện từ thiện của người ta
là rất là ác, rất là ác. Không có gì bằng mình không giúp được thì hãy để cho người khác làm, chứ đừng có đi xuyên tạc cái gì, ha, xuyên tạc giàu nghèo, xuyên tiệt tạc tạc đẹp xấu từ xưa tới nay, ha. Tôi đã nói rồi, đẹp xấu giàu nghèo nó không nói lên một cái gì hết, nhưng mà cái tấm lòng, cái tinh thần của người nó toát ra từ đâu, nó thể hiện từ đâu, từ những cái công việc làm, ha, không phải từ lời ăn tiếng nói đâu. Từ lời ăn tiếng nói chỉ là một phần thôi. Em chào anh Phúc Bùi, em chào tất cả anh chị em mình nha. Ai có hai máy thì đi vô kênh YouTube ủng hộ Hà đang livestream hai máy. Chào Úc Thảo, chào Hải Nguyễn, chào tất cả anh chị em đang xem nha. Lucky Hoang, chào em. Chào Trần Niệm, chào tất cả anh chị em mình đang xem nha. Úc Hà đang nói mà không có đọc được comment, chút xíu rồi là Úc Hà sẽ đọc comment. Anh chị em chờ chút xíu nha. Mấy anh có thể xuyên tạc tôi đẹp hay xấu, xuyên tạc cái sắc đẹp tôi cũng giống như ma hay là gì cũng được, xuyên tạc đẹp xấu, xuyên tạc giàu nghèo, cũng giống như tôi có ba chiếc xe ô tô, nó kêu là tôi đều thuê xe chạy rác, rồi nhà tôi ở, nhà tôi ở nó kêu tôi là thuê nhà ở có 12 mét vuông. Xuyên tạc cái đó không sao, xuyên tạc thoải mái. Tôi không bao giờ mà tôi hờn trách phiền trách gì tới cái chuyện đó. Lâu lâu tôi sẽ lên tôi nói chuyện cho vui, chứng minh cho vui vậy thôi. Mà khi mà mình chứng minh thì nó bảo mình á là khoe của, thấy không? Khi mà mình đưa ra, mình rạch mặt nó ra thì nó bảo mình là khoe của, lên trên mạng xã hội khoe của thế này thế khác. Thì tôi nói anh em á, người mà xuyên tạc việc làm thiện nguyện ha, cho đồng bào tương trợ lẫn nhau trong lúc này là một cái hành động vô đạo đức, giả tâm lắm, vô đạo đức lắm, còn thua con động vật. Tôi nói thiệt nè, còn thua con động vật á. Có động vật nấy, mình coi cái thế giới động vật á, không, khi mà một trong những con mà nguyên một cái đàn động vật đó đi với nhau á, ví dụ như đàn hổ, đàn cọp gì, một con tấn công là cả đám nó sâu vào nó binh, đúng không? Nó còn biết thương đồng loại với nhau mà. Còn ở đây anh chị quá ác, đúng không? Cái nhóm Sơn Thanh, cái nhóm của Tuệ, rồi nhóm Minh Thí quá ác khi mà xuyên tạc chuyện từ thiện. Đó, các người không làm được thì hãy để cho người ta làm nha. Không làm được thì hãy để cho người ta làm. Bởi vì người ta làm bằng tiền của gia đình của người ta, chứ người ta không xin, không quyên góp tiền của anh chị. Cho nên á, không, các người không được phép học hỏi, không được phép bảo là phải đưa xuống mặt trận tổ quốc, mặt trận tổ quốc đưa xuống những phường nào không có quyền. Mình không có tiền, mình không có quyền, hả? Không có tiền bỏ ra thì mình không có quyền đòi hỏi người ta phải như thế này, phải như thế kia, đúng không? Nhưng mà nên tôi nói hai thành phần, ở đây tôi cho hai thành phần, những thành phần xuyên tạc từ việc làm thiện nguyện là có hai loại. Một là thói danh ăn ghét ở, chuyên môn xuyên tạc để bôi bẩn người ta, dìm người ta xuống phải thấp hơn mình mới chịu, phải không? Cái thứ hai là thành phần chống phá đất nước, không muốn xã hội tốt lên, không muốn nhân dân tương trợ lẫn nhau để giúp ích cho xã hội tốt hơn. Nó muốn là xã hội này phải càng đi xuống đi xuống. Đó là chân rết của những kẻ phản động của các thế lực thù địch, đúng không? Còn bây giờ tôi nói anh em, hồi trước á, tại vì tôi lấy tên là Phạm Long, là con trai tôi, tôi lấy tên Phạm Long, tôi không lấy tên Phùng Thị Hà, Phùng Úc Hà gì hết. Tôi để là gia đình Phạm Long, chung tay chống dịch cùng cộng đồng, đúng không? Cái slogan của tôi làm trong việc thiện nguyện này, mẹ con tôi hạ quyết tâm để mà hiến hơn 36 tấn gạo. Chính xác đến thời điểm này là 36 tấn 700 ký cho cộng đồng trong lúc này. Đó là một việc làm là coi như là hết sức,
hạ quyết tâm của gia đình tôi. Xin lỗi anh chị em, tôi không nói là giàu, tôi không nói là tiền, đừng xuyên tạc tôi ở đây. Có những người người ta giàu hơn mình, nhưng mà người ta có tấm lòng hay không, người ta có tinh thần dân tộc hay không, người ta có tinh thần để giúp đỡ lẫn nhau hay không, người ta dám nghĩa khí hay không. Chứ tôi không dám nói là tôi có tiền hơn. Ví dụ như là Xuân Thanh cũng là loại có tiền, đúng không? Một tuần ăn mấy tổ yến, lên mạng khoe một tuần ăn mấy tổ yến, đúng không? Đi du lịch ở khách sạn 5 sao, mua đôi giày cho vợ 5 triệu bạc, đúng không? Đi lên cộng đồng đều khoe hết, mua đôi giày cho cháu là 1 triệu, đúng không? Rồi là uống rượu ngoại, ăn là toàn là xâm bổ không à, đúng không? Rồi khoe tiền tỷ trước mặt, đúng không? Tôi không giàu, nhưng mà bây giờ hơn nhau ở cái tinh thần, ở cái tấm lòng, đúng không? Các anh có dám hay không, Xuân Thanh có dám hay không? Nhưng Tuệ nó khoe xe ra, nó bảo là nó mới bốn mấy tuổi, đúng không, mà nó có xe rồi. Tôi năm mươi mấy tuổi mà chưa có cái chiếc xe nào mà coi như là chủ quyền của tôi. Ủa miễn sao tôi có xe tôi đi thôi chứ, chủ quyền của tôi, tên của tôi, tên của con tôi, chuyện đó là sở hữu của gia đình tôi, đâu ai mà xâm phạm đến được, đúng không? Cho nên á, đừng có hỏi chắc cớ và đừng có bắt bẻ vào những chuyện vô bổ như vậy ha. Bây giờ á, giàu nghèo hay giàu hơn không có vấn đề, quá không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là anh có cái tình người hay không, anh có dám giúp đỡ dân trong cái đợt này hay không, đó mới là cái đáng nói, đúng không? Chứ còn về giàu nghèo anh đừng khoe trong lúc này, anh ráng cố gắng kiềm chế lại đi ha. Sơn Thanh nè, Đào Nguyên Thành tức là Nguyễn Minh Tệ đó ha, Di Phạm Di Thanh đó nè, với lại Tân Bóng rồi đó ha. Tôi đâu có giàu bằng Tân Bóng, tại vì Tân Bóng khoe là mặc đồ hiệu đến cả mười mấy tỷ mà, 13 tỷ mà ha, giá mặc đồ tới 13 tỷ mà, tôi đâu có giàu hơn Tân Bóng được, không đó. Nhưng mà các anh ha, phía bên đó bây giờ tôi nói tạm ngưng khép lại khoe của đây ha, để cho đất nước này nó yên ắng cái vụ dịch đi ha, để cho nó lắng động xuống ha, cái vụ dịch nó thoát khỏi nạn dịch đi. Các anh khoe của cũng không sao ha, lúc đó các anh khoe cũng không sao, mới là đúng lúc. Còn lúc này dân đang khổ, dân đang khổ, đang cần, đang rất ách tắc, cho nên các anh là đừng có khoe của. Các anh hãy khoe đi, hãy khoe là các anh một ngày đây các anh làm được bao nhiêu việc tốt cho cộng đồng, giúp được cộng đồng bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu ký khoai, bao nhiêu ký rau, ký cải, đó mới là tình người với nhau. Chứ khoe của trong lúc này không phải là lúc đó. Tôi nói, tôi dạy cho các anh biết đó, tôi khuyên các anh là như vậy đó. Nếu các anh sáng mắt ra đi, hãy làm con người đi ha. Còn các anh không có tinh thần dân tộc, bởi vì sao? Không, bởi vì các anh ngăn cản việc làm tốt để giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ tương trợ người với người lẫn nhau, tinh thần tương thân tương ái lẫn nhau. Các anh không có tinh thần dân tộc. Bây giờ tôi nói ví dụ nhỏ thôi, trong cái đội tuyển bóng đá của Việt Nam mình đi, không, bên rạo rực như thế nào, đó là những người ta có tinh thần dân tộc, không, người ta không biết đá bóng, người ta không biết, người ta chỉ biết cổ vũ thôi, là đã làm cho cầu thủ trong sân phấn chấn lên, không, đó là các anh có tinh thần dân tộc đó, đúng không? Mà chứ đừng có xuyên tạc người ta đá vô cái banh mới, ô thằng này hên thôi, chứ nó dở lắm, hên thôi, rồi các anh bôi bẩn người ta thế này thế khác, đó là mấy anh là mang một bản chất xấu. Tôi nói lại nha, hai thành phần mà xuyên tạc việc thiện nguyện: một là thành phần ganh ăn ghét ở, suốt ngày chỉ có đi soi mói người ta, không, xuyên tạc người ta để dìm người ta xuống thấp hơn mình mới chịu, phải không? Cái thứ hai nữa là thành phần tiếp tay cho những cái thế lực thù địch nhằm bôi nhọ xã hội Việt Nam, muốn không cho đất nước Việt Nam phát triển, muốn không cho xã hội Việt Nam thoát nghèo. Đó là những cái hai thành phần xấu nhất trong xã hội hiện nay. Không có mà mục đích nào, không có mà nguyên do nào mà các anh lại xuyên tạc cái chuyện làm tốt của người ta đối với xã hội, đối với đất nước, đối với nhân dân hết. Chỉ có những kẻ thù địch nó mới không muốn điều đó mà thôi, đúng không? Bây giờ nói rằng nó xuyên tạc tôi, cái lúc mà tôi chưa đi làm thiện nguyện, lúc là tôi chưa lấy tên con tôi Phạm Long,
nó đưa đem con tôi ra nó chửi ha, rồi nó nói tôi chữa chữa hoang, nó nói tôi chữa hoang, nó không có cha, không cha mày đâu, con của Phạm cha của Phạm Long đâu, đem con tôi ra để chửi rủa, bởi đòi tôi phải là chứng minh nó ra là hộ khẩu chung rồi giấy khai sinh chung. Ủa chi vậy? Tôi lên mạng là tôi đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch, chứ không phải tôi lên mạng để mà tôi khoe thân thế. Bây giờ mà các người quyền gì mà các người bảo tôi là phải đưa cái giấy tờ coi như là hộ khẩu rồi sai sanh con tôi, rồi xuyên tạc người này là cha con tôi, người kia là cha con tôi, không đến khi tôi làm từ thiện ha, thì mới bảo là tôi đưa cái tên Phạm Long ra là tôi đập vô mặt mấy người đó, không tại sao tôi không lấy tên Úc Hà hay Phùng Thị Hà, tôi làm đó là tôi cũng có ý, mà tôi lấy tên ai ha, tên tên gia đình tôi lấy bất cứ tên gì cũng cũng được hết, không ai không có đó, không ai bắt 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 lỗi tôi được hết, mấy người không có quyền nha. Khi mà tôi lấy tên Phạm Long ra tôi làm từ thiện nha, hơn 36 tấn gạo, không hơn 36 tấn gạo, hơn 600 triệu đồng, thì đây là một cả một cái sự quyết tâm của hai mẹ con tôi, chứ không phải là cái chuyện mà ra chợ mua trái chanh trái ớt bỏ tiền ra để mua 36 37 tấn gạo ha, không phải là cái chuyện mua trái chanh trái ớt ngoài chợ nha. Rồi bây giờ thấy tên Phạm Long làm ngọt quá bắt đầu xuyên tạc là tiền không phải nguồn tiền sạch ha, cho là mờ ám, cho là hai mẹ con tôi là hoạt động mờ ám ha, cho là tệ nạn xã hội cái gì đó ha, rồi đưa ra cái gì hai vợ chồng mà giang hồ mà bị bắt ở ở ngoài Nam Định Thái Bình gì đó Thanh Hóa gì đó tôi không nhớ. Đây này anh chị em nghe nha, nghe cái đoạn này để hiểu nè, nó nói bây giờ bắt đầu nó quê quá, không nó bảo là bắt đầu không không chưa chưa đến giai đoạn đồng tiền sạch nha, nó chợ bảo là Sơn Long không phải là con tôi, đến giai đoạn á nó bảo là Sơn Long không phải là con tôi, bây giờ báo chí đưa đưa lên là con tôi, hai mẹ con tôi cả tên Phùng Úc Hà cả tên Phạm Long ra, thì nó bảo là đồng tiền là không phải đồng tiền sạch đó. Mà bây giờ hỏi nè, hồi chiều tôi nghe lại cái đám Minh Thúy mở live stream, thằng Túc thằng Tân thằng Tuệ lên, thấy không, tôi hỏi căn cứ vào đâu mà nói là dám bêu xấu trên mạng xã hội nói đồng tiền tôi không phải đồng tiền sạch, căn cứ vào đâu? Rồi thằng Tuệ nó còn thách thức tôi đi kiện nó, rồi mày hãy chờ đi ha, rồi để đủ mức độ ha, đợi đủ cái bản chất của mày như thế nào sẽ bị lôi ra ánh sáng thôi nha. Mày căn cứ vào đâu mà mày lên mạng mày dám nói đồng tiền ta không phải đồng tiền sạch, mày căn cứ vào đâu, dựa vô bằng chứng nào? Không đây anh chị em biết nó tại sao nó xuyên tạc mình đó. Úc Hà nói nhắc lại cái ý lúc nãy nha, đó là cho Úc Hà phân ra hai loại thành phần, thứ nhất là loại ganh ăn ghét ở, nó không thích mình hơn nó cho nên nó tìm đủ mọi thủ đoạn để xuyên tạc ha, bôi xấu mình để dìm mình xuống phải thấp hơn nó mới chịu nha. Còn cái thứ hai nữa là thành phần đang thành phần xấu tiếp tay các thù địch, các thế lực thù địch không muốn cho xã hội Việt Nam tiến bộ hơn, muốn cho xã hội Việt Nam phải phải gặp nạn phải này kia nọ, không bao giờ muốn tốt hơn cho nên nó mới xuyên tạc, và cả cái việc làm từ thiện, cả việc làm mà người ta cứu trợ lẫn lẫn nhau, đúng không? Cho nên đó là hai cái thành phần này đều là hai cái thành phần là coi như là bần cùng xã hội, nó không có còn gì mà xấu hơn ha, khi mà nó xuyên tạc cả những việc làm thiện nguyện giúp dân trong lúc này. Anh chị em thấy thấy như thế nào, đúng không? Mình làm á 36 tấn gạo, hơn 36 tấn đó, ngày mai là tiếp tục là giao là 500 kg ở một xã gì, xã Vĩnh Lộc A của Bình Chánh, thấy không đó. Cho nên nó là công việc chưa dừng lại ở đây ha, ăn thua gì mình có tấm lòng hay không, chứ tôi không nói là tôi giàu tôi nhiều tiền hơn ai, thấy không,
cái sân khanh á rất là nhiều tiền, chắc tiền tỷ chứ, chụp hình mà, rồi á một tuần ăn mấy tổ yến, rồi á là mua sắm đồ đắt tiền cho vợ con, á, mua cho vợ đôi giày cũng lên mạng khoe, 5 triệu, mua cho cháu đôi giày 1 triệu cũng lên mạng khoe, ăn một tuần mấy tổ yến, rồi á là đeo đồng hồ ngoại chất lượng, rồi xài đô la, phải không? Đó, rồi đi du lịch ở khách sạn 5 sao. Uống rượu ngoại, rồi là một coi như là một lần sinh nhật tổ chức phải 3-4 bữa như vậy. Tôi không có được bằng như Sơn Thanh. Ở đây tôi nói là tôi không có tiền nhiều như Sơn Thanh, như thằng Tuệ mua xe hơi rồi bắt đầu quay lại chê người này chê người kia, không hay là Lê Duy Tân mặc đồ lên mạng khoe là 10 mấy tỷ, không. Ở đây là tôi nói là dám dám thể hiện tinh thần vì dân tộc hay không, vì đất nước hay không, vì đồng bào hay không, không? Đó là cái tinh thần, cái tấm lòng muốn có thể hiện được hay không, nó mới là quan trọng. Cho nên đó, tôi đã từng nói, tôi lặp lại nha, không? Tôi đã khuyên các người khoan ngưng khoe của vài tháng đi, ngưng xuyên tạc tôi vài tháng đi, để cho đất nước này nó im xuống lắng xuống đi, đẩy lùi Covid đi. Rồi bắt đầu là xuyên tạc cũng chưa muộn. Tôi còn sống đây, xuyên tạc tôi mặc quần rách đái thủng đít, hay là nhà tôi nghèo 12 mét vuông, hay là xe tôi chạy ráp suốt năm này qua năm khác, cũng được. Cái chuyện đó không xấu, cái chuyện đó là ví dụ như là có đi nữa, cái là mưu sinh kiếm đồng tiền chân chính bằng mồ hôi, bằng sức lực của mình là đáng trân trọng, đáng trân trọng. Đừng có lên mạng mà lừa tình, lừa tiền, đẻ con ngoài giá thú, moi tiền của vợ nhỏ nuôi vợ lớn, đừng có làm những cái chuyện như vậy, thất đức. Còn không có gì mà thất đức bằng cái xuyên tạc cái chuyện thiện nguyện, tội lắm. Các người không thể làm gốc đầu lên nổi được đâu. Tôi nói ở đời có luật nhân quả hết, hãy làm điều tốt đi thì nó sẽ mang lại những cái điều may mắn cho mình, không? Đó, chứ còn bây giờ ngồi lên xuyên tạc để làm cái gì? Xuyên tạc tôi để làm cái gì? Tôi xuyên tạc sắc đẹp, xấu như ma, mập như hà mã, ok, đâu có gì đâu, đâu có sao. Cái hình thức con người không nói lên được điều gì, của cải con người cũng không có thể hiện được thay cho tính cách đạo đức của con người đâu. Cũng không có phải đấy, những người có đạo đức xấu không có thể bao nhiêu tiền vàng che được cái đạo đức đâu, càng xấu càng thể hiện xấu mà thôi, không? Cho nên á, đừng có khoe tiền của trong lúc này, trong lúc nhân dân đang bị ách tắc, đang bị không có việc làm, đang bị cái cảnh mà chết chóc phải lìa ta kia, chia ly gia đình, không? Cho nên nó không có sung sướng gì mà phải lên đây mà phải khoe của, ha, khoe giùm tôi đi là một ngày nay giúp được bao nhiêu người, không, giúp được bao nhiêu ký rau, bao nhiêu ký gạo, hay là đăng được mấy bài phát tán lên, tuyên truyền lên những cái tích cực của xã hội trong cái công tác phòng chống dịch đó, như vậy cũng tốt rồi, ha. Chứ đừng lên khoe của và đừng có lên là xuyên tạc người khác nha. Chị chào Quỳnh Phương, em chào anh Tài, em chào anh Xuân Trần, chào Lưỡng Trần, chào tất cả anh chị em. Đó, cho nên đó là tôi nói, nó không có tinh thần dân tộc. Không cần có tinh thần dân tộc, mình phải khuyến khích chứ, để người ta làm tốt cho xã hội chứ, không? Sao đất nước của mình mà, không, người nhân dân của mình mà, tại sao không biết chung tích sức chung lòng để rồi mà xuyên tạc cái người ta làm được việc tốt hơn mình không làm được, bắt đầu ngồi nói xấu người ta giống như cái clip nãy tôi vừa nói mà giờ nó bị mất rồi đó, không? Tôi nói là cái đội bóng này nữa, anh không biết đá bóng anh cũng phải biết ngồi, anh không có góp phần gì được, anh phải biết ngồi trên khán đài mà cổ vũ cho người ta có tinh thần, phấn khích tinh thần chứ, đúng không? Anh đá vô một cái trái bóng, đội tuyển Việt Nam một cầu thủ đá vô trái bóng, nó tăng lên cái tinh thần dân tộc chưa, đúng không? Danh dự của đất nước chưa, danh dự của nhân dân chưa,
người dân Việt chưa, danh dự cho tổ quốc chưa, đúng không? Cho nên là chứ không phải người ta đá vô cái banh đấy, ôi thằng này dở lắm, người ta nó hên này kia nọ, mất đạo đức, vô đạo đức nha. Cái đó là thể hiện cái tính xấu của con người đó. Tính xấu của con người không bằng ta bắt đầu nói xấu người ta, đúng không? Còn những chuyện này, những chuyện từ thiện đừng có xuyên tạc, thất đức lắm. Tôi nói không thất đức lắm, không làm gì thì để cho người ta làm, người ta giúp được gì cho nhân dân trong lúc này thì người ta giúp, hỗ trợ được, san sẻ được gánh nặng cho mặt trận tổ quốc, cho chính quyền địa phương. Ok, cứ để người ta làm, việc làm tốt mà, tại sao mấy anh xuyên tạc? Cái lúc tôi chưa làm thì đem con tôi ra, tôi nhắc lại, cái clip này có những người chưa nghe, tôi nhắc lại. Lúc mà tôi chưa làm từ thiện thì xuyên tạc con tôi là không cha là chữa hoang rồi đẻ rồi, chồng mày đâu rồi, khai sanh con mày đâu rồi, hộ khẩu con mày đâu. Ủa, chi vậy? Tôi lên đây tôi đấu tranh quan điểm sai trái thù địch mà, tôi đấu tranh chống xét lại lịch sử mà, tôi đấu tranh chống diễn biến hòa bình mà, tại sao các người xuyên tạc tôi, thấy không? Tại sao các người bắt tôi phải chứng minh con tôi ra làm gì, con tôi không có liên quan tới cái việc tôi đấu tranh trên mạng xã hội này, đúng không? Rồi khi mà tôi phát tâm làm từ thiện, đúng không, thì tôi lấy tên Phạm Long, cái bắt đầu nó xuyên tạc, nó nói Phạm Long không phải là con tôi, không dính dáng gì tới tôi hết. Coi nó ăn ngang nói ngược không, nó mới bắt đầu, nó mới nói con không phải, nó mới nói con của mình không cha, bây giờ nó lại nói là không phải con của mình, đúng không? Khi mà báo chí đăng tin lên Phùng Quốc Hà với Phạm Long đó, con trai Phạm Long, rồi bắt đầu á nó quay lại nó nói là đồng tiền á, làm từ thiện là không phải đồng tiền sạch, đó. Nó ăn nói kiểu gì vậy hả? Có lấy cái gì chứng minh? À, không phải lên mạng mà muốn nói gì người ta thì nói đâu, đừng có coi thường pháp luật như vậy, không? Hết dịch rồi thì cũng sẽ có biện pháp thôi ha. Đạo đức xã hội ha, tụi bay còn không có. Ủa, đạo đức gia đình tụi bay còn không có đó. Bây giờ tôi mở lại cái vụ mà thằng Tuệ nó xuyên tạc nha, đó. Tại cái like nãy mất rồi, anh chị em chịu khó nghe. Chào anh chị em nha. Xin lỗi nha, người ngay điện thoại nha. Gì à? Gì? Ok. Pha một ca nước lá chanh đem qua cho Long. Ủa? Nó mới gọi xuống. Đó, cho nên đó là bây giờ là để mở lại nha. Tại vì đang gọi gián đoạn, con nó điện trên lầu mà điện xuống. Trên lầu bên kia. Nè. Mở lại nha, nãy bị mất like là kia rồi. Từ thiện cao. Cứ như là chúng mày làm ra ông bằng ấy, anh nói này con Hà đấy, chúng mày cứ lân nó lên đi, sau này có chuyện gì chúng mày lúc ấy đừng có mà chạy của chạy người. Tao nói biết thế, cái chuyện mà gạo làm từ thiện mà nếu như bằng cái tiền gọi là mồ hôi sức công sức của mình làm ra để mà từ thiện ấy thì là xã hội người ta vỗ tay, ngay cả tao hay là mọi người đây người ta cũng rất là hoan nghênh. Nhưng mà mày nên nhớ con Hà 35 nay mày không đi làm gì cả, đúng không? Còn thằng Long ấy nó trả công ty công tẹo gì cả đấy, tiền đâu ra, nguồn tiền bẩn đâu ra mà nó có thì chúng mày phải đặt vấn đề nhá. Tao nói biết đấy, mà tôi nói biết đấy, tôi đề nghị đấy, cái những cái lời mà tiền ấy lần sau ấy cũng nên kiểm tra lại cái nguồn tiền có sạch hay bẩn, hay lại giống như cụ Đường Nhuệ ấy. Anh Tân có nhớ cụ Đường Nhuệ không? Bố ba chúng nó cũng là từ thiện làm bẩn đấy, nhưng mà cái việc mà làm bẩn làm biết người nó mang cảm thấy áy náy, cái tích đức gì á, nó muốn mang cái tiền đấy ra để nó đi rửa đi cho nó bớt cái áy náy trong lương tâm của nó. Thì đấy là cái việc đến lúc mà xảy ra bất chuyện gì ấy thì cuối cùng là vẫn bị người đời trong viền của thôi.
Nên là anh Tuệ cứ nói thế Hà, anh bảo em này, em cứ lưu lại, em làm đơn bảo Tuệ, nó bảo con tôi, gia đình tôi là tiền này không phải tiền bẩn, tiền sạch, mà nó kêu là tiền bẩn, thì chúng mày cứ lưu lại đây, thì chúng mày gửi lên ủy ban nhân dân thì quận Bình Tân gì ấy, hoặc là thuê chúng mày, cứ gửi thoải mái đi, đánh tiếp nhá các em nhá. Nên là anh chỉ nói thế thôi, còn nếu mà muốn nguồn tìm nguồn tiền sạch hay bẩn như nào thì chúng mày tăng. Đó, ha. Bây giờ anh em chứng kiến nha, đưa cái bằng chứng lên rồi đó nha. Nó xuyên tạc, nó bảo là đồng tiền bẩn. Không có cơ sở, không có bằng chứng gì. Nếu như mà tiền bẩn, nếu mà tôi vi phạm pháp luật thì nó cũng không được phép phép mà đâu có chịu trách nhiệm thế tôi được, đúng không? Tôi nếu tôi làm sai thì pháp luật xử lý tôi, đúng không? Ở đây là tại sao mà nó xuyên tạc tiền bẩn, tại vì là nó lấp liếm cho những cái xuyên tạc của nó. Nào là Phùng Úc Hà nghèo mạt sát ha, ba chiếc xe hơi của tôi nó trèo lên 2 chiếc rồi nha, nó trèo lên chiếc mẹt với lại chiếc Fortuner rồi, còn xe bọt là nó chưa chưa lên thôi. Thì bây giờ nó quay lại nó bảo là mình thuê xe chạy ráp, mà mấy năm nay mình xây xe chạy ráp rồi, nó nói mình ở nhà 12 mét vuông, thấy không? Đó thì bây giờ từ giờ mình là phát tâm ra từ thiện lúc này, tại vì nói cho anh em nghe, lúc này chưa lúc nào đất nước mình nó thương tâm như lúc này. Cho nên chính vì vậy tại sao mình phải bóp bụng hy sinh, đúng không? Hạ quyết tâm bàn với con, mà không ngờ con mình nó rất là có cái tâm trong cái vấn đề này. Nó hưởng ứng ngay nó, cho nên là mình cũng rất mừng là mình sinh ra được con và mình giáo dục nó có một cái đức tính như vậy. Cái đó là một cái điều hạnh phúc cho mình, hạnh phúc rất là lớn. Cho nên bây giờ là nó xuyên tạc đen chi để nó lấp liếm những cái gì trước kia, bởi vì nó quê quá. Nó xuyên tạc từ 500 ngàn, từ cái gì 200, từ 500, rồi là từ chiếc xe xe ô tô của mình, nó bảo là mình nghèo mạt kiếp, là mình là thuê xe chạy ráp rồi ở nhà thuê này kia nọ đó. Anh chị em nghe không, con mình nó làm biếng xuống ha, căn nhà bên này phải đi qua cái căn nhà bên kia, đều lầu bên đây một, lầu bên kia một, một đúc một một lầu hết. Thì nó làm biếng đi xuống phải qua một cái sân, nó có một cái sân chung, thì nó qua đây là cái nhà bếp. Tôi đang ngồi ở đây với nhà bếp của tôi cũng phải 70 mét vuông ở đây. Nó cho nên nó là nó xuyên tạc mình á, không có được. Anh chị em thấy không, con tôi nó không có đi xuống, nó gọi đem nó canh lên, nó phải gọi điện thoại xuống, nó làm biếng xuống. Thì bây giờ nếu mà nhà 22 mét vuông thì chỉ cần búng tay cái nghe, hên cái là nghe, thì thào cái là nghe thôi, đúng không? Nó cho nên nó là nó cái loại mà nó quan trọng tiền tiền bạc á, nó cứ chú ý vô cái đồng tiền của người ta, đúng không? Rồi nó sân si, nó ganh ăn ghét ở, nó không muốn ai hơn nó hết. Mà tôi nói rồi, tôi không có hơn đó, tôi không có mua đồ mà mười mấy tỷ, 13, mặc bộ đồ mà 13 tỷ như Tân Bóng ha, như Lê Duy Tân á, thấy không? Tôi cũng không có ăn một tuần mà mấy tổ yến như ông Sơn Thanh nha. Tôi á là mộc mạc, đời sống của tôi mộc mạc, nhu cầu cuộc sống của tôi cũng rất là đơn giản. Tôi đã nói rồi, tôi ăn uống cái gì tôi cũng rất là đơn giản. Cũng nó lên cái xuyên tạc được, tôi bảo là gia đình tôi chỉ cần gạo ngon, nước mắm ngon, còn không có đồ ăn, không có thịt cá ha, không có cao sang cũng được. Nó hồi nhỏ đi học về chỉ cần chan cái nước mắm vô, nước tương vô, tóp mỡ là coi như là ăn hết một 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 tô cơm rồi. Nó cái chuyện đó bình thường, mà bây giờ vẫn còn thích ăn những cái món đơn giản như vậy. Đi đám cưới đám hỏi về, đám tiệc gì về là mình không có ăn bao giờ, mình ăn được la gu la ghiếc rồi ha, lẩu liếc mình không thích, mình chỉ thích cơm nguội cá kho. Nó như là như vậy đó, là cái kiểu mình như vậy thì cuộc sống mình rất là đơn giản, đúng không? Chứ mình không có cầu kỳ, không có đòi hỏi, nhưng mà lao động là mình làm cái gì, không, hết lòng hết mình làm, mình có cái tính là coi như là háo thắng lắm, đúng không? Hay là hồi đó đi làm ai thương mình á thì bảo mình là có tinh thần cầu tiến, nhưng mà mình nói là bạn bè là cho mình háo thắng, làm cái gì là phải bằng được và phải phải hơn người ta, đúng không? Hồi đi học cũng vậy, phải thi đua, phải thi đua, mà thấy thằng kia mà ra điểm toán mà hơn mình cái là cũng tức, cũng không chịu, phải
làm sao mình là con người, nó cũng con người, mình có cái đầu, nó cũng có cái đầu, tại sao nó hơn mình, mà tại sao nó học cùng lớp cùng cô với mình mà nó lại hơn mình? Cái đó là cũng có cái thái hiếu chiến, không háo thắng, cho nên nó tính cái đó đó, nó cũng có cái mặt phải và cũng có mặt trái. Nếu như mà cái con người tốt ha, là người ta sẽ kiềm chế được cái mặt phải, mặt trái là đừng có ganh ra thi đua chứ không phải ganh ăn ghét ở, đúng không? Rồi cái nữa là nó làm cho mình phấn đấu học tập, đúng không? Phấn đấu vươn lên. À, nó bảo tôi là 3 năm nay ở nhà không, ủa giờ tôi làm gì tôi phải báo cáo cho nó hả? Tôi làm gì tôi phải báo cáo cho nó hả? À, tại sao anh em thấy bao nhiêu đó rồi cũng đủ nói lên là bản chất con người xấu xa bị ổi rồi, đúng không? Nó đâu có ở chung với gia đình tôi, là nó, tôi đâu có thân với nó, phải không? Nó từ năm là nó chửi tôi tới giờ là đâu có gặp nhau, phải không? Mà tôi đã nói rồi, tôi đã lao động 30 năm rồi, bây giờ là năm hơn 50 tuổi rồi, bây giờ là không làm gì, bây giờ đến để cho tuổi trẻ nó làm, đúng không? Bây giờ tôi đã nói rồi, bây giờ mà tôi làm gì tôi phải báo cáo chứ nè. Nó bảo tôi 3 năm nay không làm gì là tiền đâu từ thiện. Anh chị em biết nó xuyên tạc chi không? Để lấp liếm những cái xuyên tạc trước của nó thôi, hạ màn đi là vừa ha, hạ màn đi là vừa. Còn á, mày cứ nói cái gì á, tao khuyên mày, thứ nhất á, đàn đào Nguyên Thành, thằng Nguyễn Minh Tệ nha, mày xưng anh với ai vậy hả? Mày từng á là quỳ lỵ mà, mày từng chị em mà, đúng không? Đúng không? Tao cũng xách xe hơi chở mày đi á, Đồng Tháp, đi á, là An Giang, rồi á, đi về quê tao chơi mà, đi về quê tao ăn đám giỗ mà, đúng không? Đi về ông anh tao, nhà ông anh tao ăn đám giỗ mà, ông anh là tổng cục phó an ninh phụ trách thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Nam, tôi không nói tên ra đây, nhưng mà nhà ông đám giỗ mẹ ông, tôi dắt nó về ha, với lại một số anh em nữa về đó ăn đám giỗ ở Trảng Bàng Tây Ninh. Tôi nói nó ngồi trong cái bàn tròn thì anh chị em biết rồi, tổng cục phó an ninh mà, nó hồi xưa ông tổng cục phó hậu cần, sau này ông qua tổng cục phó an ninh, thì ông nói mối quan hệ ông cũng tầm cỡ chứ. Nó ngồi trên bàn á, tôi nói chị anh chị em, không phải là nói xấu nó, là tại nó quá bẩn, từ trước giờ tôi có bao giờ mà tôi nói đâu. Nó ngồi á, nó cầm cái điện thoại ha, người ta ăn, người ta nói chuyện, trò chuyện, làm quen, hỏi thăm, nó cầm cái điện thoại, nó xin số điện thoại nguyên cái bàn tròn luôn. Đấy là có hiện nhỏ chứng kiến nha, nó xin điện thoại hết cái bàn tròn luôn, bên cục xuất nhập cảnh, bên là coi như là bên an ninh chính trị nội bộ, hay là bên tổng cục hậu cần hay gì, nó xin số điện thoại vòng tròn hết. Nó anh chị em thấy nó cũng cơ hội mà, người ta đâu có quen với nó đâu, người ta nể, bởi vì là đi với tôi là em của ông anh đó, tôi là em của ông anh, cho nên là người ta tiếp đón lịch sự thôi. Ở ngoài giờ người ta xin người lạ cho xin số điện thoại làm gì, người ta cho, đúng không? Mà nó xin số điện thoại để làm gì, trong khi là nó không quen với những người đó. Anh chị em thấy nó cơ hội không? Nó mà nó đi đâu nó cũng cầm cái máy điện thoại. Cái con người này á, là thể hiện bản chất không tốt nè. Đào Nguyên Thành á, đi đâu á, là nó cũng ngồi với mình á, là nó cũng cầm cái máy, nó chụp hình, quay phim hoặc ghi âm mình bất cứ lúc nào. Kể cả những lúc mà mình chơi với nó, mình mất cảnh giác, mình nói chuyện rồi này kia nọ, rồi kể cả nó nói chuyện với bà Hà đó là nó ghi âm lại hết. Mà lúc đó là đang chị em đang chơi với nhau, nó với bà Hà cũng đang chơi thân với nhau, mà tại sao nó điện thoại á, sau này nó bung lên cái cuộc gọi của nó gọi cho chị Hà, lúc đó mình chở chị Hà đi Long Khánh chơi, phải không? Nó gọi cho chị Hà là nó gọi theo chị Hà đang đi Long Khánh với mình, nó gọi và nó ghi âm, sau này nó tung cái cuộc ghi âm đó lên đó. Năm 2020 nó tung cái cuộc ghi âm đó lên. Tôi hỏi anh một cái người mà bạn với anh ha, khi mà anh nói chuyện người ta rất là né thua, rất là bình thường, đúng không? Rất là tự nhiên, cởi mở, rất là thân thiện, tại sao mà mình ghi âm lại để làm gì đó? Như vậy thể hiện cái con người này nó có âm mưu, có ý đồ trước, có mục đích khi mà tiếp cận với mình, đúng không? Giống như ông Xuân Thanh nó bây giờ lộ ra nói chuyện với Kim Tân My gì đó, Kim Tân Sa gì đó, nó ghi âm để lại bằng chứng chi vậy? Người ta cũng chú cháu cháu với ông, đúng không? Lưỡng Trần đưa lên đó,
cũng chú cháu cháu người ta cũng là tin tưởng ông. Bây giờ ông bảo là tôi ghi âm lại hết, ghi âm lại chi vậy hả? Người đó là bản chất xấu, phải không? Khi mà người ta chơi mình, người ta rất là thiệt tình, người ta chơi mình, người ta đâu cảnh giác đâu. Tại sao mà mình ghi âm, mình chụp hình, mình quay phim bất cứ lúc nào, phải không? Rồi cái thẻ nhà báo giả, nãy Trưởng Trần đưa lên thì tôi mới nhớ lại cái thẻ nhà báo giả, tên Nguyễn Minh Tệ, chứng minh nhân dân giả tên Nguyễn Minh Tệ, chính Nguyễn Thế Cương làm cho Nguyễn Minh Tệ. Trong lúc xưa đang chơi với nhau, Nguyễn Tệ khoe khoe có Linh Chúc, có anh Nam, có Hạnh Lê nghe đó, không? Giờ những người đó không biết có dám nói lên hay không. Chứ còn tôi nói thiệt, tôi nói thẳng à, đúng không? Khoe không phải là một lần hai lần, khoe rất nhiều lần, nó có hay không? Đúng không? Mà tại vì mình một cái con người mình không công tác trong cái ngành báo chí, mình làm thẻ nhà báo làm gì? Và tại sao lại làm thẻ đó được? Đó, đó còn một bước nữa. Đó, mình lo mình đi ha, sống sống cho chân thật đi, ha, lo mình đi, đừng lo người ta. Xấu hổ lắm Tệ ơi, ha, Đào Nguyên Thành ơi, bây giờ á, mày lại xưng anh với tao, ha? Mày sao mày mắc dạy vậy? Mày xưng anh cả với ông Ngơ. Ông Ngơ có khi là hơn tuổi bố mày đấy, không? Mà mày ăn nói mắc dạy vậy, cái cách giao tiếp ba cha mẹ mày cũng không có dạy mày được á. Khi nào người ta bẩn với mày kìa, không? Thì mày tin mày tao thì cũng không sao. Giống như Sơn Thanh á, bây giờ lên xuyên tạc người ta sùi bọt mép á, người ta kêu mày kêu cùng thằng cũng không sao nữa. Còn bây giờ á, ông Ngơ ổng có lỗi gì với mày hả? Ông Ngơ ổng có ổng có xuyên tạc mày cái gì chưa hả? Không là ổng giết cha mày hả? Mà tại sao mày 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 xưng anh cả với ông Ngơ, rồi cái thằng Ngơ nữa hả? Mày mất dạy chưa, đúng không? Chị chào Lưỡng Trần, em chào Bác Ngơ. Đó, cho nên nó bây giờ nó xuyên tạc cái chuyện á, em nói là đây là có Bác Ngơ em nói là xuyên tạc em á, có bảo là đồng tiền này là đồng tiền đen, đồng tiền dơ. Nó nói kêu đồng tiền từ thiện là đồng tiền dơ. Bởi vì sao nó xuyên tạc như thế? Để nó lấp liếm, nó che đậy cái bộ mặt của nó. Trước kia nó xuyên tạc mình là coi như là không có nhà ở, không có xe đi, rồi đùng một cái rồi để làm từ thiện. Lúc trước là làm nhỏ thôi ha, làm thí dụ xây nhà tình thương tình nghĩa rồi thì xây một cái căn nhà là 40 triệu 50 triệu ha. Còn bây giờ là cả nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rồi nhân dân cả nước luôn, đúng không? Nhưng mà mình chuyến này là mình làm mình hỗ trợ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đó. Cho nên bây giờ nó quay lại nó bảo là đồng tiền mình là đồng đồng tiền không sạch, đồng tiền dơ, căn cứ vào đâu? Anh em thấy không, nó khốn nạn không? Căn cứ vào đâu mà mày dám khẳng định đó, là đồng tiền dơ? Mày nói cái gì cũng có bằng, phải có bằng chứng. Ví dụ như mày với Carrie Lê mượn tiền 140 triệu của chị Lê Nguyễn, không, để ăn xài rồi thiếu nợ người ta, rồi người ta quay lại người ta đòi, rồi là lập phe lập nhóm để mà nói xấu người ta, đấy là có bằng chứng, đúng không? Mày lên mạng để mày quen với là Lê Thị Trang, tức là Carrie Lê, đúng không? Để hai đứa con ngoài giá thú, có bằng chứng, có nhân chứng, cái gì nói có bằng chứng là họ nói, chứ đừng có mà xuyên tạc vu khống cho người ta nha. Nó mày không phải chịu tội pháp luật mà mày cũng phải tội đó, cái tội lúc đầu và không thể nào mà cái đời sống của mày khá lên được hết, không? Chỉ suốt đời mà đi mà hại người này, có dụ người này mượn tiền bên này bên kia thôi, không? Chứ không bao giờ mà phú phú trời á, ta có câu là trời bất dung gian, trời không bao giờ phù hộ cho những kẻ gian, nha. Người ta phù hộ cho những người hiền. Tại sao cái có câu ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác đó, đúng không? Trời nó cứ lên đây rồi có còn cái chuyện tôi làm từ thiện có liên quan gì tới anh Túc Anh Ngọc hả? Có liên quan gì tới Lê Duy Tân đó? Có liên quan gì tới Bình Cao? Có liên quan gì tới đám con Thúy hả? Trời đất ơi, đạo đức tư cách mấy anh để đâu? Mấy anh không làm được thì mấy anh để cho người ta làm, thấy không? Nó giống như tôi nói lúc nãy á, đội bóng à, đội tuyển bóng đá của mình thi đấu ở dưới sân, mình phải ngồi lên, mình không có biết làm cái gì giúp người ta, mình phải hỗ trợ bằng những tiếng vỗ tay, đúng không?
để khích lệ tinh thần người ta. Người ta mới có tinh thần chứ, đúng không? Người ta ghi bàn cho đội nhà, không? Một danh dự cho cái mặt bộ mặt của màu áo của tổ quốc mình. Thì mấy anh lại bảo là mấy thằng xấu đó gọi là ơi hên quá, hên mới đá vô không thành. Người ta nỗ lực hết sức mình ở dưới sân cỏ mà lại là ghét người ta, không thích người ta, hoặc là xấu người, xấu tính, cái chê người ta thế này thế nọ. Nó coi lại mình đi, mình đã làm được cái gì giúp ích cho xã hội, giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho đất nước chưa? Nó tôi nhắc lại ngang lên đây á, trong lúc này ha, ngưng xuyên tạc vài tháng đi cho cái nạn dịch nó qua, ngưng khoe của vài tháng đi cho cái nạn dịch nó qua khỏi đã, rồi khoe của vẫn chưa muộn, rồi xuyên tạc vẫn chưa muộn. Tôi không cấm các người xuyên tạc, bởi vì cấm đâu có được, đúng không? Nếu như tôi cảm thấy đủ mức độ để tố cáo, tôi sẵn sàng làm, đúng không? Để làm chi? Để bớt bẩn xã hội đi, để chỉnh đốn cái con người đó, hành vi đạo đức, hãy trở thành những cái người tốt, giúp tốt cho xã hội, cho đất nước đi, đúng không? Không cần nữa, kiểu giúp cho gia đình tụi bay thôi, không? Giúp cho gia đình thôi, đừng có để vợ cấm sừng, không? Đừng có ngoại tình bên ngoài, sinh con đẻ cái, ok? Nó vậy là được rồi, giúp sống tốt cho gia đình đi, đừng có để mà gia đình mình hay là bản thân mình trở thành gánh nặng xã hội. Đừng như thế là yêu nước rồi đó, thấy không? Ngưng xuyên tạc đi nha. Đó, bây giờ em gọi Messenger. Alo, gọi Messenger nha. Anh em vừa tham gia vô Messenger. Alo. Niệm á, Niệm. Alo, nghe chưa? Niệm hả? Chị gọi nè, Niệm chia sẻ đi. Em chào chị Kỷ, chào Niệm. Chào chị Út, chào chị Hai. Chào Niệm. Niệm ơi. Mình để cho chị Hai nói trước nha. Để cho bà bán số là lớn tuổi mà ngồi chờ tội nghiệp, ngồi dưới khán đài chờ lâu tội nghiệp. Dịch đây bán miếng mà chị Hai nha. Bán như số mà có lương thế ngon nha. Ghê số em rồi. Ghê số dạo này bán rau đâu, chị Út cơ. Quay ra bán rau hả? Bán rau dạo này hốt cái bán số nữa. Bán rau có xô hiu là ok rồi. Nãy chị Hai có nghe cái đoạn mà tại nó xuyên tạc em, nó nói đồng tiền em là đồng tiền gì bẩn không? Có, chị nghe. Đấy. Rồi chị nghe. Dạ. Mời chị Hai chia sẻ với cả nhà đi ha. Dạ. Chào Út Hà, chào Niệm. Chào chị. Nhóm chào 66 anh chị em đang trong diễn đàn Út Hà. Dạ. Từ nãy giờ tôi nghe từ đầu, hôm nay tôi cũng có xin có mấy ý kiến như này. Cái việc thằng Tuệ hay bọn thằng Sơn Thanh hay là bọn thằng Bình Cao, nó trưng cái ổ nhóm của chúng nó là xuyên tạc. Cũng là từ nhiều năm nay rồi, chứ không phải bây giờ. Đúng. Chúng nó cũng xuyên tạc. Dạ. Để cộng đồng, bởi vì là cộng đồng mạng người ta cũng muốn hiểu là cái việc của ai làm ở trên mạng xã hội là cái việc gì và mục đích của ai là như nào. Mọi người biết hết. Nhưng mà theo tôi hôm nay á, thì nên đề cập đến cái chủ yếu là đến cái thằng Đào Nguyên Thành, thằng Nguyễn Như Tuệ là chủ yếu. Cái thứ nhất, mình phải khẳng định là thằng Nguyễn Minh Tuệ là thằng phản động. Đến chết chị ạ. Bởi vì bản thân thằng Nguyễn Minh Tuệ đã viết một status dài là nó đang muốn rửa mặt cho cái tội ác của thằng Ngô Đình Diệm. Thì tôi khẳng định thằng này là thằng phản động. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tôi muốn dẫn dắt cho mọi người biết để tại sao tôi nói là thằng phản động.
tôi sẽ để tôi lấy cái dẫn chứng đã, rồi tôi sẽ nói chuyện. Chờ anh chị em thông cảm, chờ tôi chút. Tôi sẽ... Ủa sao vậy chị hai? Mình nói là mình... À? À rồi rồi, em tưởng nó mạng nó bị sao? Chị chờ chị không. Những dẫn chứng để mà nói với anh chị em, với cộng đồng mạng. Thằng Lũy Kệ, tôi nói cái thứ nhất về cái tại sao tôi khẳng định thằng này là thằng đang làm việc cho thế lực phản động trong và ngoài nước chống cộng. Tôi nói thẳng là chống cộng mà tôi gọi nó là thằng phản động. Tôi biết sơ tốt, mọi người biết rồi, là nó đang muốn rẻ mặt cho thằng Ngôn Diện đấy. Cái thứ hai nhất, cái thứ hai nữa, tôi muốn đọc một cái còm của nó trong live. Cái live này chắc là live của Nhớ Thà, live Nhớ Thà. Nó viết như thế này, cái live đấy là cái hôm Nhớ Thà, Nhớ Thà đi cái nick nào tôi không biết, nhưng mà nó viết như thế này để cho mọi người biết. Thanh Tâm Trần Nguyễn Hà, anh mày có mấy người là liệt sĩ? Một người bị đế quốc Mỹ cướp mất. Các vị nhá, cái câu trên ấy, cái ý thứ hai nó viết này, còn hai người kia có phải là bị bộ đội cướp không? Quý vị nhá, quý vị ngẫm hộ cho tôi là cái câu ở dưới của nó, còn hai người kia có phải bị bộ đội cướp không? Nguyễn Minh Tuệ, bộ đội bao giờ có giết người dân không? Bộ đội bao giờ có giết đồng đội của mình không? Cái câu này mọi người ngẫm hộ tôi đấy, để cho tôi muốn khẳng định là một lần nữa là thằng này là thằng phản động, mà nó rất lươn lẹo ở câu chữ. Quý vị ạ, để một lần nữa tôi khẳng định một điều nữa, tại sao thằng này là thằng lươn lẹo dối trá, lừa đảo cộng đồng mạng. Nó lấy cái danh của nó là, nó là phóng viên của tờ báo Asia. Như cộng đồng mạng người ta đã nói lâu, tờ báo này là không có thật, nó chỉ đi lừa đảo thôi. Lấy cái danh này chỉ đi lừa đảo. Mà lừa đảo ai? Lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, lừa đảo những cái người phụ nữ, nhất là phụ nữ kiều ở nước ngoài, kiều, Việt kiều, đúng không ạ? Cái bằng chứng cụ thể là gì? Mọi người biết cái hậu quả nó đang để lại là gì? Là hai đứa con vô thừa nhận, đúng không ạ? Tại sao tôi gọi là vô thừa nhận? Vô thừa nhận bởi vì hai đứa con của nó ở với con gái sinh, nhưng lại lấy tên của chồng của con gái sinh, không phải lấy tên của thằng Đào Nguyên Thành, và hay nói khác là thằng Nguyễn Tuệ, đúng không? Thì tôi gọi nó là thằng lừa đảo, chỉ thích đi săn kiều. Săn kiều để mục đích gì? Tình, tiền trước tình sau. Cái mục đích của thằng Đào Nguyên Thành, Nguyễn Minh Tuệ, nói để cộng đồng mạng biết như vậy. Tôi muốn đọc lại một cái tiếp, một cái status của thằng Nguyễn Minh Tuệ mới đây, là ngày, vào cái ngày 27 tháng 2, là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Xin lỗi cộng đồng, tôi 21, ơi, cái bài ơi, em biết ngày báo chí là hình nào? Như là ngày 21 tháng 6 là sao chứ? À, quên, xin lỗi cả nhà. Đừng ơi, còn bộ chị cái là lúc nãy em viết cái bài lúc nãy là nói về thằng Đào Mỏ ở cái nick nào, cho chị lấy lại cho chị. Đây, có lửng trần đưa lên đây mà không biết trong đâu, em cũng đang kiếm để em đưa lên nè. Lửng con cái chị đó. Em đang kiếm lên lửng trần. Tôi sẽ phân tích cái câu chữ của thằng Đào Nguyên Thành, thằng Nguyễn Minh Tuệ.
thằng lươn lẹo chuyên đi săn kiều để gì, để kiếm chác tiền bạc, để kích động nội trong nước, quốc nội, để vào hùa, để đánh phá cái phong trào này. Chị cứ nói đi, em đang tìm. Em tìm họ đứng, còn mọi chuyện khác như cái bài lúc nãy đứng viết cái bài ở đứng trong cái phần nhà, chị tìm nhanh. Như là Hùng Trần hay sao hả Lẫn hả? Nguyễn Văn Hùng, không biết có phải. Nguyễn Văn Hùng hay sao? Nguyễn Văn Hùng không giống. Lẫn gửi qua Messenger chị coi. Rồi, xin lỗi, à được, cảm ơn Đạo. À, anh Đạo gửi hả? Ông Nguyễn Văn Hùng hả? À. Rồi. Đây, ở đây có. Nhưng không phải Đạo ơi. Không phải cái nick đó. Chị cứ nói tiếp đi, em đưa lên, em đưa lên cho không, chị muốn mà chị muốn dẫn, cái này để chị phân tích. À. Em mới thấy rồi, nó gạch chéo cái đó nữa mà, em còn thấy nó gạch chéo. Đây rồi, đây rồi. Đây Nguyễn Hùng chứ. Ờ đây, Nguyễn Văn Hùng. Em cũng có rồi, để em đưa lên nè. Tôi đọc cái tút ngắn của Vệ này nha. Mọi người nha. Thì đây là nhân ngày báo chí cách mạng, Tệ chúc các anh chị nhà báo chân chính vạn sự như ý. Ngòi bút thẳng là vũ khí, ngòi bút cong là hung khí, quý vị ơi. Nếu nhà báo chân chính, nhất là nhà báo chân chính của cách mạng Việt Nam, không bao giờ cho phép sử dụng ngòi bút cong, đúng không? Thằng này mới là thằng cong. Nó viết cái câu cuối mới nói là thằng cong. Đúng không? Mọi người đi vào cái nick Nguyễn Minh Tuệ nhé. Tại sao tôi nói nó là một cái thằng phóng viên cong? Cứ gọi nó là thằng phóng viên của báo ASEAN, nhưng tôi gọi nó là thằng phóng viên cong. Mà nó là cong từ khi nó chơi Facebook bây giờ. Nó có thẳng với ai đâu. Đừng thách thức vậy ạ. Mày đừng thách thức. Cộng đồng mạng nó rộng lớn lắm. Những cái loại như chúng mạng không bấy đâu. Đừng lẩn, đừng thách thức nha Tuệ nha. Còn tao nói về cái chuyện luật nhân quả không còn nói đây. Mày cũng chỉ là một con chó, một thằng đĩ đực, một thằng đĩ đực chuyên đi săn những người phụ nữ nào gọi là có tí lèng xẻng ở túi. Cái hậu quả rất lớn về nhân quả. Cái thứ nhất về đạo đức làm người, đạo đức làm chồng, đạo đức làm cha. Mày rất khốn nạn. Đừng để cho những đứa con mày sinh ra, mày tạo nên để nó gánh cái hậu mày. Vậy ạ. Chứ còn mày cố tình dẫn lái hướng lái dẫn mà mày không hướng lái ở đâu. Chỉ có những loại bầy đàn chó như chúng mày thì nó mới đem nó vào nó cổ vũ, cổ xí cho mày thôi. Tao còn nhớ mày viết một status, mày lươn đẹo, mày gửi út Hà có 500.000 để đi thăm cái người nào đó ốm ở Hà Nội. Mày viết khi mà cái sự việc của mấy ông bà nghệ sĩ đang ồn ào với chuyện làm từ thiện, mày cũng đá vào một status, mày chen ngang vào cái giữa. Mẹ Út Hà đến bây giờ mà Út Hà chưa giải ngân cái tiền mày đóng góp từ thiện. Cái tiền từ thiện của mày 500.000, nói xin lỗi vậy này, chỉ đủ cho một đứa trẻ con rửa đít thôi. Vậy ạ. Cái loại bẩn thỉnh như mày ấy, thì mới coi đồng tiền to thôi. Cái loại chó má như mày ấy, thì mới xuyên tạc cái hướng lái câu chuyện ra đi một hướng khác. Chứ còn nếu là con người thật sự thì không ai làm được đó, nhất là mày lại đang trẻ. Nhân nhớ này. Nhân quả trả nợ đời nặng nề lắm tội. Không lâu đâu.
trời cho mày phải sống, mày phải chứng kiến con mày, cháu mày gánh chịu hậu quả của mày gây ra. Lúc đó mày có ân hận cũng muộn. Vậy mày phải nghĩ đến thằng cha con đứa mẹ mày, giá tháng sinh cho mày. Vậy nhá, người ta đau đớn lắm. Nếu người ta biết cái việc mày làm mấy năm nay ở trên Facebook, người ta đau đớn lắm. Người ta đau đớn với mày, người ta xấu hổ với dòng họ nhà mày. Lưu Tân Phật, Lưu Tân Phật, Đào Nguyên Thành. Thằng Đào Nguyên Thành, Đào Nguyên Thành quê quán ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Nó đọc rõ. Mày cũng chỉ là một con chó dạ, chó đực đi bụi dạo, rồi hậu quả mày bắt người ta cánh. Nhưng luật nhân quả không từ ai, và mày không phải chịu, nhưng con mày phải chịu, con trong con ngoài gia thú của mày phải chịu. Nó là huyết thống của mày. Bằng chứng cái chịu trong tiền, nó không, hai đứa con mày đang ở bên Singapore không được mang tên họ, mang họ của mày, mà phải mượn cái thằng khác, không phải là cha nó, đứng tên. Đúng chưa? Đúng chưa? Mày cố tình xuyên tạc hết người nọ người kia, nhất là mày, từ mấy hôm nay mày cứ xoáy vào điếc bảo hán của thà để làm cái gì? Đánh gục à? Nhầm chơi chỗ, nhầm chỗ chơi rồi vậy. Mày cố tình nhầm mà, chứ mày biết cái thứ nhất về thực lực của thà, thực lực nhiều thứ không dễ dàng. Tao nghĩ như vậy, tao không phải là tao lệnh của Hà đâu, nhưng mà tao cũng nhận biết được người bạn thích chơi thì chơi, chơi tới cùng luôn. Mày đừng thách đố một thằng lưu manh như mày, sớm muộn pháp luật cũng sẽ sờ gáy mày. Đó là luật nhân quả. Cái luật nhân quả tiếp theo là những đứa trẻ mày sinh ra, đó là luật nhân quả con mà phải gánh. Cái luật nhân quả nữa là tao biết có người đã biết, đã nói là vợ mày, vợ chính kết thúc của mày biết chuyện của mày rồi, rồi nha, biết chuyện của mày rồi, mà nó cũng rất bức xúc. Để mày biết rằng không lọt được tội đâu, tội với vợ, cái con tội với pháp luật. Tao gọi mày là thằng phản động, mày cố tình, mày hướng lái câu chuyện ra cho khác. Khi một lũ chó chúng mày cũng thà làm từ thiện, lần đầu tiên, cái ngày đầu tiên là quận Tân Bình, một đàn chó ngao của chúng mày nên ngao ngao như nói xin lỗi anh chị em đi, như là cám bương đức cất. À khoan chị, chị lấy, chị cho em cho em nói cho xen vô cái câu này coi. Bên báo pháp luật vừa gửi qua cho em một cái link, thì em gửi qua cái nào ta, Bắc Trung Nam nha, bên Zalo nha, Bắc Trung Nam nha. À, anh Nam hay là Nguyễn Trung Nghĩa gì là lấy cái link này, bên pháp luật hình như nó đăng hay sao á, có anh em bên Zalo người ta gửi qua đây. Rồi, chỉ vậy thôi, mà chị nói tiếp đi. Hình như báo pháp luật đăng hay sao á, hôm qua đài truyền hình cũng gọi em. Nói báo nó đăng, tại vì nhà... khi mà ngày đầu tiên Út Hà làm là trao gạo ở quận Tân Bình đó, thì một đàn chó nó đứng ra cám mương. Quý vị biết cám mương thích cái gì ạ? Thích ăn cứt nhao nhao, với nào nó lấy nào rẻ, xuyên tạc ra thằng con mẹ Út Hà, xuyên tạc ra cái chuyện làm từ thiện, còn gọi điện đến mà chồng được quốc quận Tân Bình. Lũ chúng mày tự vả vào mặt nhau rồi nhé.
mày thấy không đốc được cái chuyện này, bây giờ mày lại xuyên tạc ra, mày bảo là cái đồng tiền của nhà bẩn. Ừ, đấy. Bẩn, mày chứng minh được, mày chứng minh được bẩn thì mày tố đi. Đừng rêu rao lên mạng. Ừ. À, tao chưa thấy Út Hà bẩn hay không. Nếu bẩn thì pháp luật người ta chỉ. Nhưng tao thấy mày bẩn. Tao thấy mày bẩn. Mày không làm gì được ai, mày chỉ đè một người phụ nữ đơn thân để mày giúp hắn. Mày mới là bẩn. Sợ nhé. Còn mày đụng đến vụ Đường Nhuệ đúng không? Đường Nhuệ pháp luật người ta chỉ chỉ. Nhưng tao mong rằng một ngày Đường Nhuệ ra khỏi nhà tao, nhà lao, nó sẽ tùy tìm đến mày. Vì nó không đụng đến mày mà. Tao mong rằng người nhà của Đường Nhuệ nghe được clip này, tìm thằng Đào Nguyên Thành ở quận Tân Phú để đối cổ thằng chó này ra. Không thể để nó ngoáy lung tung được. Bản thân nó có ra cái gì đâu. Lên trên này nó thích một mặt là mấy con chó ngao kia mà xuyên tạc về lý lịch, xuyên tạc về quan hệ huyết thống, rồi là con mình đi tổ sư bố một lũ chó chúng mày, ai gán chúng mày, tự chúng mày gán chúng mày là đại diện cho cơ quan điều tra. Chúng mày đi điều tra cái tổ cha thằng ông có đĩ mẹ anh mày, về điều tra thằng ông con đĩ mẹ chúng mày, xem có đúng là mày có phải có huyết thống của trong gia đình của nó không, nhà họ không, điều tra lại đi. Nếu đúng thì câm họng lại. Thì cái huyết thống nhà chúng mày là huyết thống của chó. Mà dám sai thì phải xem xét lại mày, huyết thống của mày nha. Mấy con chó thằng Túc nha, thằng Ngọc nha, con Điệp già nha. Điệp già đi với Lích Châu Thiên. Mày báo an ninh chưa? An ninh điều tra đến đâu rồi? Điệp, thằng Dũng, thằng Dũng Sụng, an ninh điều tra đến đâu rồi? Chúng mày bom mà hết rồi, chúng mày thích lúc nào cũng có bom trên trái đất này, trên cái đất nước này để chúng mày lôi lên, chúng mày cưa bom. Rồi thằng Tân Bóng dọa tổ trưởng cha con đúng mẹ chúng mày. Chó má, bây giờ đến con chó Đào Nguyên Thành, con thằng Đào Đức Huấn, tao gọi thằng tên thằng cha con đúng mẹ, con thằng Đào Nguyên Thành, con thằng Đào Đức Huấn ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, về lôi con về mà dạy Đào Huấn nhá, Điểm nhá, à quên, sỡi Thái Thành nhá, Đào Huấn Thành nhá. Mà không phải ạ thì để xã hội người ta dạy. Thằng Đào mà đẻ ra thằng Đào Huấn Thành, thằng Nguyễn Minh Tuệ, lôi con rồi mà dạy, không có sớm muộn rồi bị không xã hội người ta đánh thì pháp luật người ta trị. Tuệ nhá. Đó, thằng Đào có huấn như mày rồi mà lôi cổ mày, cổ sư bố như mày. Cái loại mày lươn lẹo, xảo trá, lưu manh. Mày viết cái thuốc nào, cái còn nào ra là. Hello. À, chị đang ở đây, chị đang đọc cái cọc của cái mic không? Ai im đâu? Không, chị đang đọc cái còn thế, nhưng mà chị thấy nếu mà ấy chị đọc. Tao gọi này, kệ này. Tao gọi thằng Đào Đức Huấn đẻ ra thằng đồng Đào Nguyên Thành ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Tôi con về mà dạy. Không có cần ủng bạn người ta đào cha với mẹ thằng Đào Đức Huấn lên nha. Thằng Huấn à, thằng Huấn đẻ ra Đào Nguyên Thành, thằng Nguyễn Tuệ. Tao chửi mày là thằng vận động, tao chửi cả thằng cha con đĩnh mẹ mày đẻ ra thằng vận động không biết dạy con. Tôi sư bố người Tuệ
mấy lần như là cũng gọi lại chó mà nhìn thấy hàng xóm nó bắt gậy sang nhà hàng xóm đừng cắn trộm, nhưng mà hàng xóm người ta bắt gậy người ta chạy. Mày là thằng khốn nạn, cực kỳ khốn nạn, mày là hàng lừa tinh lừa tiền, đừng ra giả lên trên này mà giao giảng đạo đức nữa. Mày là thằng bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Mày là thằng phản động. Mày đang dẫn chó vào nhà. Chó là ai? Chó là bằng phản động. Chó là bọn bao vơ. Mày đừng lấy chuyện của Út Hà hay của người khác ra để hướng lái. Chỉ có lũ chó của mày mới tin cái lời nói của mày, hoặc không tin nhưng mà chúng nó là bầy chó, bầy đàn, chúng mày sống bầy đàn. Nên chúng mày vẫn dẫn mới chịu cái sự hướng lái của thằng kệ. Một lũ chó chúng mày, những con chó dài kìa. Tao chửi đấy, chúng mày ngu lắm. Ăn cơm của cộng sản nhưng mà chúng mày không biết bảo vệ cộng sản. Chúng mày là lũ chó ngu. Chúng mày đang sống ở chế độ cộng sản. Mà chúng mày ngu lắm. Mấy thằng già ấy. Còn mấy con le le tao không thèm tính. Bị một thằng danh con, thằng phản động dẫn mũi, dắt mũi. Chúng mày câm như đã không câm như hến rồi, nhưng mà chúng mày còn a xua bề đàn của chúng mày. Công kích đánh phá người khác. Ở đời này có ai làm từ thiện và khốn khổ khốn nạn như Hà không? Đúng không? Không phải chạy theo, chị cũng công nhận. Đúng như này, còn còn cái quan điểm của lời của chị cũng nghĩ giống như chị. Không phải lúc chạy theo chúng nó xuyên tạc để phân tích nữa. Hãy vạch mặt nó, lôi những khói ăn bẩn, săn gái của chúng nó, vạch mặt của chị. Chị cũng muốn lôi cái mặt chó của nó ra. Cái mục đích của nó là gì? Săn kiều, săn tiền, ba săn tình tí, ba chú cháu nữa để làm gì? Đúng rồi, y xì một lũ cho nó. Thằng Thái y xì. Ừ, đó, chúng nó thì mục đích là gì? Lên trên xuống và là chỉ là cái mục đích đầu tiên là tiền, tiếp theo nữa là tình. Cái thằng Nguyễn Minh Tuệ này, thằng Đào Văn Thành này, là con của thằng Đào Quốc Huấn ở Kiến Thụy Hải Phòng. Nó là nằm trong cái tốp chó của nó. Là gì? Săn tiền, săn tình. Tự phác khoác cho mình cái mác là phóng viên của ASEAN. Để đi gì? Để lừa đảo. Nhất là lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, trong đó nhiều nhất là phụ nữ. Nhiều người phụ nữ ngu xuẩn đến mức độ trao thân gửi phận cho nó để gì? Có được ăn, được độ, nhận thậm chí còn tiền mang về. Các người ngu ấy, ngu hết phần chó, cái ngu nhất của chó. Nhìn thấy hão hà trời sinh ra hai con mắt. Tôi thấy quý vị nhiều người ngu, kể cả những người già sống đến gần mấy tuổi, 60-70 tuổi rồi, vẫn bị những cái loại cuội mạng nó dẫn dắt. Quý vị đã từng chửi nhau, đã từng xem nhau như kẻ thù. Bây giờ chúng quý vị vào ủng hộ, ca ngợi. Thằng Đào Đức Huấn nha. Ta nhắc lại thằng Đào Đức Huấn này. Mày gọi thằng Đào Văn Thành, thằng Nguyễn Minh Tuệ, nick Nguyễn Quệ là con mày. Nó ngủ với con nái sinh, ít nhất là tao biết. Đủ con nái sinh có hai đứa con đang để bên Singapore nha, hai thằng con trai nhá. Lôi con mày về mà dạy. Nếu như mày, thằng Đào Quốc Huấn, mày đang ăn cơm cộng sản cho đến nay là hơn 60 năm,
thì mày phải có trách nhiệm mày dạy con mày. Nếu không người ta đào cha mũi mẹ mày bên, người ta chửi đào huấn nhá. Tao chửi thẳng thằng bố mày, con mẹ mày chứ không chửi mày. Vậy thằng Đào Nguyên Thành đẻ hai đứa con đang để sinh, thằng khác lấy tên khai sinh nha. Mày vay, chúng mày vay một người ta tiền, một số tiền lớn như thế, thời gian không trả cho người ta. Khi người ta lên tiếng, người ta đòi, người ta là chúng mày đi nhất giải, chúng mày chửi như thế. Khốn nạn. Mọi người có thấy bọn nó không khốn nạn. Cả cái con nãi sinh với nó cũng khốn nạn đi. Thảo hèn chúng mày tồn, chúng mày tồn tại được. Bởi vì chúng mày khốn nạn giống nhau.